Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Kiến thức Thủy sinh. Để duy trì vẻ đẹp tự nhiên trong hồ thủy sinh thì chúng ta cần phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về thủy sinh để có thể chăm sóc bể và bảo dưỡng đúng cách nhất. Một trong những cái vấn đề ám ảnh và nhức nhối nhất đối với những dân chơi thủy sinh đó chính là rêu hại. Rêu hại xuất hiện cho thấy một sự mất cân bằng về hệ sinh thái trong hồ thủy sinh. Đó có thể là mất cân bằng về ánh sáng, về dinh dưỡng hoặc có thể là về nhiệt độ vân vân. Vậy khi rêu hại xuất hiện, làm thế nào để có thể xử lý một cách hiệu quả nhất mà không ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong hồ? Thì trong các video lần trước mình có giới thiệu về việc sử dụng một số những loại sinh vật thủy sinh để diệt rêu. Tuy nhiên, đối với những cái loại rêu cứng đầu như là rêu trùng đen, rêu tóc thì chúng ta nên có những cái phương pháp diệt rêu khác. Chai diệt rêu Remove BBA cực kỳ hiệu quả trong việc diệt các loại rêu hại thủy sinh. Thì cái sản phẩm này mình thấy cực kỳ hiệu quả trong việc diệt rêu trùng đen. Các bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết ở trên bao bì của sản phẩm. Mình thấy sản phẩm này đạt được hiệu quả cao nhất khi mà các bạn bơm thẳng thuốc vào những chỗ có rêu hại và sau đó tắt lọc 15 phút, rồi sau đó mở lại. Nếu bạn nào lười như mình thì có thể sử dụng cái loại sản phẩm này như là một loại phân nước châm hàng ngày, hiệu quả nhưng mà sẽ mất thời gian diệt rêu lâu hơn. Mình cực kỳ thích sản phẩm này vì nó cực an toàn đối với hồ tép, vì hồ thủy sinh này mình có kết hợp làm thành hồ tép nữa. Các bạn có thể thấy rêu hại sẽ từ từ dần chuyển từ màu xanh sang màu tím hoặc trắng. Khi đó là thuốc đã có hiệu quả tức thì. Các bạn có thể tiếp tục cái quá trình sử dụng thuốc diệt rêu hàng ngày cho đến khi rêu hại hoàn toàn biến mất khỏi bể thủy sinh của mình. Hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe để có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất về kênh Kiến thức Thủy sinh.